Di Đà Yếu Giải nói Ngẫu Ích Đại Sư nói Bất luận trí tâm hay tán tâm Có tâm hay vô tâm Hiểu hoặc không hiểu Nhưng danh hiệu Phật A Di Đà Hoặc danh hiệu chư Phật ở sáu phương Tên bộ kinh này lọt qua tay Giả thử đến ngàn dạng kiếp sau Cũng sẽ nhân đó mà được độ thoát Quý vị xem ý này Ngậu Ích Đại Sư Là bậc tái sanh Không phải người thường Ở sau Di Đại Yếu Giải Có một đoạn lời bạc Nói rõ Yếu giải này Chỉ viết trong 9 ngày <laughs> ứng quan đại sư hết sức khen ngợi quyển này bảo cho dù có cổ phật tái sanh giết chú dạy cho kinh na di đà cũng không thể hay hơn được lời khen này quá tuyệt vời Lời tán tháng này gần như nói Chính Đức A-di-đà đã đích thân viết lời chú giải Rất nhiều người xem lời khen của Ấn Quang Đại Sư Thì sinh ra hoài nghi tôi cũng đã gặp là đại hòa thượng lão hòa thượng từng giảng kinh thuyết pháp hỏi tôi ấn quan tổ sư nói câu đó có phải hơi quá tôi trả lời chẳng quá chút nào tổ sư nói vừa đúng thật chứ không dối chúng ta phải tin ngài nói bất luận chí tâm hay tán tâm chí tâm chính là chuyên tâm không có tạp niệm tán tâm chính là tạp niệm hữu tâm hoặc vô tâm hữu tâm chính là cầu sinh tịnh độ vô tâm chính là người ta niệm thì niệm theo hoặc là gì? hiểu Hoặc là không hiểu à, trì, Là hiểu được Kinh à, Di Đà à, kinh, kinh, kinh Vô Lượng Thọ, thọ à, đợi, Hoặc là kẻ chẳng hề tin Phật Chưa đọc, đọc Kinh mấy. cũng chẳng nghe giảng ừ. Thấy là... người niệm thì niệm theo à, Một hai câu nhưng chỉ niệm một danh hiệu A-di-đà Hoặc Nam-mô-a-di-đà Phật Bất kể tin hay không tin, hữu tâm hay vô tâm Hoặc danh hiệu Phật ở sáu phương Hoặc bổn sư Thích Ca Mâu Ni tỳ lô giá na phật lô xá na phật bất luận danh hiệu phật nào chỉ cần là niệm danh hiệu phật hoặc đọc tên một quyển kinh kinh a di đà phật thuyết a di đà kinh kinh diệu pháp liên hoa kinh đại phương quản phật hoa nghiêm chỉ cần là tên một quyển kinh Phật Đã qua tay nghe được rồi Thì giả sự ngang dạng kiếp sau Hãy gặp duyên Sẽ nhờ đó mà được độ thoát Vì sao vậy? Đó chính là nhờ thiện căn của người ấy Đây là gieo hạt giống Phật Trong A lại gia thực Hạt giống tam bảo Phật Pháp Tăng là tam bảo Danh hiệu của Bồ Tát là tăng bảo Người đó nghe qua quan âm Bồ Tát Địa tạng Bồ Tát Văn thù Bồ Tát Thì trong A La Gia Thức Đã có danh hiệu Bồ Tát là tăng bảo Hạt giống này diễn diễn không mất đi dù ngàn dạng kiếp sau Cũng vẫn tồn tại Khi có duyên Gặp tam bảo Thì hạt giống này sẽ hiện hành Sẽ khởi tác dụng Người đó sẽ tin Sẽ chịu thâm nhập Cho nên Việc gieo hạt giống Cho hết thể chúng sanh Rất quan trọng Họ không tin cũng không sao bán phật bán pháp cũng chẳng sao chỉ cần họ đã nghe lọt vào tai đã thấy tượng phật thấy kinh dù không hề lật ra xem nhưng nhìn thấy tựa kinh đã lọt vào mắt thì sẽ thành hạt giống đạo vĩnh cửu việc này ta phải biết làm trước kia lúc tôi mới học phật giảng dạy ở trường chuyên khoa và đại học, học sinh tôi dạy sợ bị cho là mê tín nên không dám công khai đang học Phật. Tôi bảo các bạn làm rồi, phải công khai chứ? Vì sao vậy? Nếu người ta chế giễu công kích bạn thì bạn cũng độ người đó. Bạn đã gieo hạt giống Phật vào A Lại gia thức của người đó rồi Công đức lớn không tưởng được Tôi nói thế thì học trò hỏi làm cách nào Tôi bảo tay cầm sâu chuỗi Trên tay học sinh đều có sâu chuỗi hạt Người khác trông thấy bèn A-di-đà-phật Người đó tự động niệm Các bạn học ở trường trên sách vở thường có đề tên Tôi bảo đừng viết tên mình lên Mà hãy ghi A-di-đà Phật Đây là sách của Phật A-di-đà Bạn sẽ thấy bao nhiêu người đọc tên đó Bao nhiêu người nghe danh hiệu đó Dùng cách này bạn sẽ độ được rất nhiều người Cách thức thì rất nhiều Chữ sợ người khác nghĩ gì Chúng ta thể hiện tốt Thì sau này mọi người sẽ ngợi khen Người theo Phật khá lắm Người tin Phật rất thật thà Không nói dối Không lừa gạt Nội điểm này thôi mọi người đã tán thưởng rồi Cho nên phải hiểu Không cần tranh né Dưới đây là một ví dụ Như văn đồ độc cổ Xa gần đều mất Câu chuyện này được viết trong Kinh Phật Đấy là thời chiến tranh Đại khái như hiện nay dùng ga Dùng loại vũ khí này Ăn kim can dù ít Nhất định không tiêu Kim cương là vật cứng nhất Quý vị nuốt vào Dù chỉ một ít Cũng không tiêu nổi Dùng việc đó làm ví dụ Cũng chính là Chỉ đều được độ thoát Nên khẳng định là Đổ được tất cả chúng sanh